Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 230 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Phương Hàn lại muốn cưng rắn luyện hóa đầu thần thú Bạch Hy này tiến vào trong thương sinh đại ấn làm khí linh, giống như phong Bạch Vũ luyện hóa hoang thần vương thành khí linh của thiên hoàng kính. Tuyệt phẩm đạo khí bình thường, tu vi của khí linh đều thuộc tầm trục quang cảnh đến thiên vị cảnh. Chỉ có tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ, khí linh mới cường hoành trên giới vương cảnh kỳ như hỗn loạn nguyên thai, phân bảo nham. Thương sinh đại ấn do cực đạo đại đế luyện chế lại càng lợi hại, trước kia đã từng là tiên khí, về sau tao ngộ gặp kiếp số trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà hiện tại nếu như Phương Hàn có thể luyện chế Bạch Hy tiến vào trong đó, Thương sinh đại ân sẽ một lần nữa phát ra công hiệu cử đại, nhất là tổ tiên của Bạch Hy chính là thống lĩnh thần thú trong vườn thú trên tiên giới. Trong huyết mạch loại thần thú này có dính khí tức của tiên đạo tạo hóa, làm khí linh là chuyện rất phù hợp. Hơn nữa thực lực của Bạch Hy, Phương Hàn đã được trải nghiệm, thân thể chứa các loại đại đạo, tiên thuật, huyết mạch dị thường, dung nhập vào trong Thương Sinh Đại Ấn đúng thật không ai có thể bằng được. Hơn nữa còn có một chỗ tốt nữa, chính là phương hàn lại lần nữa ngưng tụ thành khí linh cho Thương Sinh Đại Ấn, như vậy có thể làm chủ nhân một nửa Thương Sinh Đại Ấn, cho dù sau này khí linh của Thương Sinh Đại Ấn chuyển thế trở về cũng không thể cướp đoạt kiện pháp bảo này từ trong tay hắn. Bạch Hy, ngươi không cần rãi rùa nữa, làm khí linh của Thương Sinh Đại Ấn là kết cục tốt nhất của ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem, kiện bảo bối này cho ngươi sống nhờ ở trong đó ngươi có được bao nhiêu chất bổ, nói không chừng sau này có thể kế thừa tiên đạo cũng không biết chừng. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn vẫn chăm chú dùng thân thể hồng hoang tổ long quấn lấy thương sinh đại ấn. Thương sinh đại ấn này mãnh liệt bành trướng, lớn cỡ một tinh cầu nhỏ, trên mặt không ngừng lóe lên phù văn, hiện ra thiên chương thương sinh uy chấn của cực đạo đại đế. Thậm chí Phương Hàn loáng thoáng cảm thấy đại ấn này có chút câu thông với khí tức bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Hiện tại Phương Hàn ở trong tinh không bàn long tinh, cách vô cực đại thế giới không biết bao xa nhưng mà khi phù văn của thương sinh đại ấn lập lòe cư nhân loáng thoáng xuyên suốt qua một thông đạo đến vô cực đại thế giới hiển nhiên thương sinh đại ấn này giống như hoàng thư vậy kết hợp chặt chẽ không thể phân cách với bổn nguyên của vô cực đại thế giới nếu như vận dụng đến cực hạn cũng có thể lấy bổn nguyên của vô cực đại thế giới ra mà đối địch thì ra là thế thì ra là thế hồ tộc nhất định muốn có thương sinh đại ấn là bởi vì sau khi luyện chế thương sinh đại ấn thành công ở bên trong vô cực đại thế giới cơ hồ là vô địch phương hàn âm thầm gật đầu tiếng rít gào trầm trọng từ chỗ sâu trong thương sinh đại ấn chuyển tới là do thần thú bạch hy phát ra hắn vẫn chưa chịu hàng phục phương hàn cũng không thèm để ý tiếp tục luyện hóa phù văn của đại khôi lỗi thuật mạnh mẽ đánh ra trên thân thể hồng hoang tổ long phát ra khí tức chân ngôn niệm động của 36 ức thiên ma chân ngôn chấn động thẩm thấu tiến vào trong thương sinh đại ấn sau đó long châu trí tôn cũng chậm rãi xoay tròn phương hàn vì muốn đẩy nhanh tốc độ tế luyện cho nên cũng tung ra hoàng tuyền đồ hóa thành một đoàn mây vàng bao phủ trăm vạn dặm gia tốc thời gian trong đó cuồng mãnh phun ra chân hỏa, lại lần nữa luyện chế 400 năm cuối cùng mới chấn áp được Bạch Hy, biến hắn thành khí linh của Thương Sinh đại ấn. Thương Sinh nhất niệm, cực đạo đại đế, vô cực thái cực, quy về một thân. Hoàng Tuyền Đồ Tân đi, Thương Sinh đại ấn ở trên hư không hóa thành một khối thạch ấn, cũng không biết được làm bằng vật liệu gì, xoay tròn trên không trung, phương hàn phun lên đó một đạo thuần dương nguyên khí, trong hư không lập tức hiện ra hư ảnh của vô cực đại thế giới. Ngay sau đó cực đạo đại đế xuất hiện ở sâu trong vô cực đại thế giới, hắn ngồi ngay ngắn trong đó, dùng nửa ánh mắt nhìn chư thiên vạn giới, tay cầm bát phương càn khôn. Bạch Hy cũng đã bị lực lượng của đại khôi lỗi thuật, đại phổ độ thuật hoàn toàn độ hóa cùng luyện chế thành khôi lỗi, dung hợp cùng thương sinh đại ấn, bị luyện chế thành khí linh, hiện tại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phương Hàn. Phương Hàn muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ của thương sinh đại ấn, Phương Hàn âm thầm gật đầu, biết thực lực của mình đã tăng lên không ít, nhưng mà vẫn chưa đủ để đi thái nhất môn cứu yên thủy thiên, cũng khó có thể 100% thành công. Thực lực bây giờ của hắn cho dù thi triển tiểu túc mệnh thuật phục dụng đan dược, nhân bảo hợp nhất, thương sinh đại ấn, rất nhiều đạo khí cũng chỉ có thể chống lại một vị cao thủ hư tiên, mà còn khó khăn nữa. Đừng nói là Thái Hoàng Thiên chính là chân tiên. Huống chi ở trong thái nhất môn còn có sứ giả tiên giới, nhân vật nhất lưu thiên tiên. Loại nhân vật này, đừng nói là chống lại, đụng phải hắn cũng khó có thể thoát chết. Sống không bằng chết. Còn phải cẩn thận nghĩ kế nữa trong bát bộ phù đồ có vô số cự đầu thiên ma vương ta phải cung cấp thêm cho bọn họ một số bảo bối nữa thương hội của cửu đỉnh tiên tôn cùng thần thú bạch hy tất yếu phải thu tài sản của bọn hắn cũng là số tài phú cự đại đúng rồi ta nên mở tầng thứ tư của hoang thần chi thi nhìn xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì phương hàn chậm rãi vận công thương sinh đại ấn tiến nhập vào trong mi tâm bản thể của bát bộ phù đồ cũng tách ra khỏi thân thể lực lượng dần suy yếu số mệnh lực của tiểu túc mệnh thuật cũng dần dần tan đi uy lực của chiến tiên bắc thiên đan cũng biến mất thiên vị bí cảnh thần kỳ như thế sao tuổi thọ của ta chẳng những không suy si yếu ngược lại còn bành trướng tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi tăng tới tám tám sáu mươi bốn vạn năm từ bốn mươi chín vạn năm tuổi thọ đến sáu mươi bốn vạn năm không tệ không tệ phương hàn thoáng kiểm tra lực lượng của mình không biết vì sao lại đột phá từ một triệu tăng tới hai triệu mà tuổi thọ lại tăng nhiều hơn nữa về phần lực lượng của bát bộ phủ đồ lại càng no đủ mênh mông như biển từng đợt thiên uy truyền ra ngoài Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác mình chỉ cần tùy ý khẽ động là có thể tiến vào long giới, làm long tộc trí tôn. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ thậm chí còn siêu việt hơn hoàng tuyền đồ, trở thành bảo bối đệ nhất của Phương Hàn. Lần thực lực đại tiến như vậy đúng là rất nhanh. Phương Hàn kiểm tra thân thể của mình xong, âm thầm xúc tích lực lượng chuẩn bị đi thái nhất môn chém giết một hồi. Đây mới là kế hoạch lớn nhất của hắn. Thần niệm của hắn tiến nhập vào trong hoang thần chi thi. Tầng thứ nhất là thuần dương hà lưu, thuần dương tinh sơn, đại dương tiên khí trạng thái dịch tầng thứ hai là các loại tiên đan tầng thứ ba là đàn tế khôi lỗi hiện tại phương hàn tấn thăng đến thiên vị cảnh hiểu được thiên vị pháp tắc có thể mở ra tầng thứ tư thần bí thiên vị pháp tắc bước mở hỗn độn tiến vào tầng bốn bí mật hiện ra thân thể phương hàn vừa tiến vào tầng thứ ba hoang thần chi thi tại trên đàn tế khôi lỗi hắn điểm ra một ngón tay thi chuyển ra thiên vị pháp tắc của mình điểm nhập vào trong bức tường hỗn độn bức tường hỗn độn một lần nữa vỡ ra hắn lập tức giải bước tiến vào vừa bước chân vào Phương Hàn cũng cảm giác được bản thân mình đã tiến vào trong một điện đường cự đại. Trong điện phủ cự đại này khắp nơi đều là chỗ ngồi, hơn 10 vạn chỗ ngồi, có rất nhiều người chen chúc mà ngồi, dường như đang mở một cuộc hội nghị gì đó. Điện phủ cự đại này còn lớn gấp trăm lần so với Kim Tiên điện của Vũ Hóa môn. Hử? Đây là? Phương Hàn vừa đi vào đã nhìn thấy một đám người ngồi trong điện phủ cự đại, cư như không phải là tu sĩ chân chính mà là khí linh của pháp bảo. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người chiếm được Hoang Thần chi thi, truyền thừa của bàn Vũ Tiên Tôn hiện tại đã tới tầng thứ tư trong bảo khố. Muốn tới thu chúng ta, vì tự do, chúng ta trước tiên hãy giết hắn đi. Giết. Giết người này chúng ta sẽ được tự do. Chúng ta là rất nhiều bảo bối, mỗi ngày hội họp trao đổi đạo thuật, ngưng luyện thân thể, chính là vì ngày này. Vô số thanh âm, vô số pháp bảo tụ thành vòng xoáy cuồn cuộn mà cuốn về phía phương hàn, sát khí ngập trời như thiên quân vạn mã, xe rách vũ trụ thương khung, muốn chính thức diệt sát phương hàn ở tầng thứ tư của hoang thần chi thi nguyên lai like, tầng thứ tư của hoang thần chi thi là nơi chứa đựng pháp bảo thật nhiều đạo khí a à, ở đây tại sao lại nhiều đạo khí như vậy giờ khắc này phương hàn mới hiểu tầng thứ tư là nơi chứa đựng pháp bảo những linh khí pháp bảo kia đều vô cùng hung hãn cư nhân còn chặn giết chủ nhân đối với người làm chủ hoang thần chi thi mà nói cũng là một loại khảo nghiệm có thể là bàn vũ tiên tôn tận lực ăn bài khảo nghiệm ở đây có thật nhiều pháp bảo toàn bộ đều là đạo khí có hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí thậm chí còn có một số thượng phẩm đạo khí ẩn giấu ở sâu bên trong, tản mát ra lực lượng cường đại, viễn cổ thượng phẩm đạo khí tiếp cận với một nửa tuyệt phẩm có thế giới chi lực. Phương Hán thậm chí dùng thần niệm cảm giác được, có một số thượng phẩm đạo khí thậm chí vượt qua đại hỗn độ lôi kiếm, thiên uy hào giác, không biết là lão ngoan đồng phủ đầy bụi bặm bao nhiêu năm. Đàm pháp bảo dày đặc này xông ra đánh chủ nhân của nó, có pháp bảo còn tụ tập lại thành đại trận đủ có thể giết chết tạo vật cảnh, thậm chí còn có thể xúc phạm tới cao thủ thiên vị cảnh. Đám pháp bảo các ngươi ngoan ngoãn để ta sử dụng, nếu như tạo phản ta sẽ để các ngươi chết không toàn thây. Phương Hàn vẫn lù lù bất động khi đối mặt với dòng xoáy khổng lồ đang đánh tới này, trên thân thể xuất hiện một tầng hộ thuẫn giống như mai rùa, chính là đại hộ thân thuật. Một đám lão ngoan đồng ngu xuẩn, tưởng ta là thiên vị cảnh bình thường sao, hiện tại lực lượng của ta ngay cả giới vương cảnh cũng có thể giết. Phương Hàn khinh thường nói, mấy trong kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành đại trận phi kiếm bay tới, quay tròn xung quanh Phương Hàn, chém xuống, tạo thành một đại trận kiếm khí oanh kích lên trên đại hộ thân thuật thế nhưng hắn vẫn không chút sức mẻ, đại trận kiếm khí bị bắn ngược trở về. Ngón tay Phương Hàn giống như ảo ảnh búng ra, tạo thành mấy trăm sợi kình phong oanh kích lên trên đám hạ phẩm đạo khí. Đám hạ phẩm đạo khí kiếm trận thoáng cái rơi xuống mặt đất, linh khí đều bị phong ấn, trong đó có khí linh phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Phương Hàn cũng không thèm quản, hắn đạp qua thân thể của bọn chúng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười mà lãnh khốc. Vừa tập kích hắn là một tòa kiếm trận tên là Mê Nguyệt Tam Bảo kiếm trận, là trấn giáo chi bảo thuộc về một tông phái thượng cổ kiếm tu, đáng tiếc bị một chiêu của phương hàn phong ấn toàn bộ sau đó khí linh bị độc khí của đại kịch độc thuật xâm nhập vào khiến cho bọn chúng thống khổ rồi lại hòa tan sau khi cảm thụ uy hiếp của tử vong mới có thể hàng phục bọn chúng thiên trùy minh mông trùy giết địch nhân tìm lấy tự do trong hư không xuất hiện 13 cái đại trùy mỗi một đại trùy hung hăng nợn xuống cư nhiên là thái bảo phá nhạc trùy của thượng cổ thái bảo môn lực lượng có thể đập vỡ ngọn núi cự đại thần trì phá nhạc thập tam thái bảo của vĩnh cổ thái bảo môn vậy cũng là viễn cổ đạo khí, lực lượng đủ hùng hồn đó, chỉ tiếc vẫn là hạ phẩm đạo khí. Nếu như có thể tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, sẽ có uy lực cực lớn, bất quá đối với ta mà nói vẫn vô cùng nhỏ yếu, liên tiếp tạo thành đại trận cũng chỉ là con kiến mà thôi. Phương Hàn nhìn cự trùy niệm xuống, thân thể vẫn không nhúc nhích, ngón tay một lần nữa điểm hóa ra ngàn vạn chỉ ảnh lên trên 13 đại trùy. Anh cạch, đại trùy rơi xuống, linh khí biến mất, lại bị phong ấn thế nhưng rất nhiều hạ phẩm đạo khí khác tạo thành đại trận vẫn hung hãn không sợ chết lao tới. Nguyên bản Phương Hàn có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại, thoáng cái biến rất nhiều hạ phẩm đạo khí thành cho tàn, nhưng hắn lại không nỡ, mỗi một kiện hạ phẩm đạo khí cũng là lượng tài phú cự đại. Thế cho nên hắn liền thi triển ra đại hộ thân thuật, chậm chạp tiến lên, tùy ý điểm ra, những đạo khí kia đều rơi xuống đất, liên tiếp bị phong ấn. Có đao, thương, kiếm, côn, kích, cầu, châu, vòng tay, châm. Một số đạo khí rơi xuống mặt đất, toàn bộ đều bị phong ấn, không có bất kỳ đạo khí nào có thể ngăn cản được một ngón tay của Phương Hàn. Đạo khí rơi xuống có đủ mọi loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, nếu như Phong Bạch Vũ ở trong này chỉ sợ ánh mắt hâm mộ cũng rất ra, bất kỳ một môn phái nào trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhìn thấy cũng phải ganh ghét đến nỗi phát điên, nhiều đạo khí như vậy, nhiều bảo bối như vậy, bất kỳ một môn phái nào tìm được chỉ sợ thực lực tổng hợp lại cũng có thể làm đệ nhất. Đạo khí, đạo khí, liếc mắt nhìn qua ngoại trừ đạo khí cũng chỉ còn đạo khí trong nháy mắt phương hàn trận vẹn phong ấn mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí rốt cục cũng làm cho đám đạo khí cường đại xuất thủ một cỗ rít gào tới từ thái cổ truyền ra sau đó nổi lên một cỗ gió tanh giã tính trong ngọn gió này xuất hiện một đại thủ lông sù bắn nhiếp mà tới phía sau đại thủ là một đầu thái cổ ma vượn răng nanh dài nhặn trong ánh mắt phát ra lục quang dày đặc cao tới hơn 300 trăm trượng toàn thân đều là lông mau dày đặc ngang ngược càn rỡ sưng hùng sưng bá tốt thượng phẩm đạo khí rốt cục cũng xuất thủ đầu thái cổ ma vận này có bản thể là một cây gậy. Phương Hàn liếc mắt liền nhìn thấy bản thể của đầu thái cổ ma vận này chính là một cây gậy màu vàng lột phủ kín hoa văn, qua lại như con thoi trên hư không, như ẩn như hiện, cây gậy cự đại giống như cổ trống trời. Hiển nhiên là một kiện bảo bối trọng yếu trong thái cổ, lực lượng thậm chí còn trên cả đại hỗn độn lôi kiếm, thái cổ ma vận này là khí linh của nó, trong lúc xuất thủ cư nhiên thể hiện ra nhiều loại đạo thần thông yêu đạo. Thượng cổ đạo khí, viên ma hỗn thần côn, hư tiên yêu vương, pháp bảo tùy thân của Viên Chân Hoàng đã tồn tại được 20 vạn năm. Vài vạn năm trước, Viên Chân Hoàng bị Bàn Vũ Tiên Tôn đánh bại, Viên Ma Hỗ Thần Côn cũng bị cướp, đã trở thành pháp bảo trong túi của Bàn Vũ Tiên Tôn. Đối mặt với thế công của Ma Vượn, Phương Hàn chỉ tùy ý tung ra một trường đánh nát thế công này, khiến đầu Ma Vượn nổ mạnh, một lần nữa đánh cho hóa thành khí linh, không trung liền hiện ra một cây kình thiên trụ màu vàng lột dày đặc hoa văn. Mà Phương Hàn hơi vận chuyển thiên vị pháp tắc trong cơ thể, lập tức một số mảnh vụn của viên ma hỗn thần côn dung nhập vào trong đầu mình. Đây là năng lực suy tính của thiên vị pháp tắc. Thậm chí bên trong ý niệm của Phương Hàn có xuất hiện một đầu hầu vương mặc tỏa tử giáp màu đồng đen cổ xưa, cước đạp hoàng kim chiến hoa, đầu đội tử kim quan, tay cầm viên ma hỗn thần côn, một côn bổ xuống, trời long đất lở, nhật nguyệt lu mở. Đây là hình thể của thượng cổ hư tiên viên chân hoàng, cũng bị Phương Hàn thôi tính ra. Năng lực thôi toán của thiên vị pháp tắc có thể nói là thiên địa vô song, là ngọn nguồn của trí tuệ. Tới đây, Phương Hàn khẽ vẫy tay thượng thương thủ bay ra. Cảnh giới tăng lên tới thiên vị pháp tắc, Ba 000 đại đạo cũng như diều gặp gió, lực lượng của thượng thương thủ đúng là không thể kháng cự. Thủ trưởng bay ra, bên ma hỗn thần côn cự đại đã bị chộp tới tay, cất tốc thu nhỏ lại biến thành một kiện bảo bối nhỏ cỡ cây tú hoa châm, tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Các ngươi thi triển đại phổ độ thuật độ hóa kiện bảo bối này đi, thứ này vô cùng hung hãn, uy lực rất lớn. Sau khi độ hóa, linh khí mỗi ngày sẽ sinh ra lượng nguyện lực khổng lồ đấy rất nhiều cao thủ ở trong bát bộ phù đồ lập tức dùng thần niệm nhẩm đọc kinh văn đại phổ độ thiện quang không ngừng chiếu xạ phương hàn không quản kết cục của viên ma hỗn thần côn ra sao biết nhất định sẽ bị độ hóa hắn lừng ngẩng đầu nhìn lên xuất ra một cỗ khí thế cuồn cuộn phàm là hạ phẩm đạo khí tới gần hắn thậm chí trung phẩm đạo khí cũng bị rơi xuống mặt đất mục tiêu của hắn chính là trước tiên hàng phục một số thượng phẩm đạo khí cổ xưa ở tầng thứ tư này sau đó lại đem những kiện bảo bối này ném vào trong bát bộ phù đồ đổ hóa uy lực của bát bộ phù đồ càng thêm tăng cường không ít, có thể chấn áp trừ thiên. Thậm chí bằng vào uy lực của kiện pháp bảo này có thể chấn áp cao thủ dưới vương cảnh thậm chí hỗn động cảnh. Giới hư tiên cảnh cơ hồ là vô địch. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ có thể chấn áp dưới vương cảnh. Sau khi thôn phệ pháp tắc thế giới của cửu đỉnh tiên tôn càng thêm thâm sâu khó lường, thực lực còn cường đại hơn nhiều so với bản thể của Phương Hàn. Sau khi Phương Hàn thu viên ma hỗn thần côn, cả đại điện thoáng cái sụp đổ biến thành một thế giới, khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy, rất nhiều pháp bảo cũng tản đi, đều tự bay vào trong rất nhiều khi núi, lẫn vào trong nước lần trốn. Tự hồ như thu được mệnh lệnh của người nào đó, tiến hành đánh du kích. Một thế giới chân thực. Phương Hàn có chút nhíu mày khi thấy một màn như vậy, tay áo vung lên liền, liền đem một số pháp bảo dưới mặt đất thu vào trong bát bộ phủ đồ. Thật nhiều bảo bối a. À. Tinh Vân bảo bảo đã tấn thăng đến động thiên cảnh, đang lặng yên vận nguyên thần lĩnh ngộ pháp tắc củng cố tu vi, sau khi nhìn thấy đám pháp bảo đạo khí từ trên trời rơi xuống, hắn lập tức vui mừng quát lên. Hạc tiên tử, tiểu hồ ly nghe thường càng vui mừng hơn hiện tại bọn họ cũng đều lĩnh ngộ pháp tắc không gian được phương hàn tận lực bồi dưỡng phục dụng rất nhiều tiên đan để luyện hóa sau đó thực lực đột tiến phương hàn càng truyền thụ cho các nàng rất nhiều thần thông trong ba nghìn đại đạo cho dù hiện tại toàn thân các nàng đã toàn là pháp bảo thế nhưng vẫn không hề chê pháp bảo nhiều dù sao có đầy đủ thuần dương khí thúc dục hơn nữa lượng hấp thu nguyên khí tiên giới của các nàng cũng đủ có thể thúc dục được 4 năm kiện trung phẩm đạo khí hạ phẩm đạo khí một hơi có thể thúc dục được 10 kiện rất nhiều cao thủ ở trong bát bộ phù đồ bắt đầu chia chác bảo bối. Mà ở bên ngoài, Phương Hàn đang đứng trên thiên không nhìn thế giới cự đại dưới chân, sơn sơn thủy thủy kéo dài liên miên, không hề nhìn thấy một kiện pháp bảo nào nữa. Sau khi hơi nhíu mày, hắn liền triển khai thiên vị pháp tắc xoay tròn trong đầu. Chư vị pháp bảo, biết biết trong các ngươi có cao thủ, bất quá ta đã được bàn vũ tiên tôn chế định là người thừa kế, các ngươi cứ trốn tránh như vậy cũng không có khả năng có được tự do. Ta cũng không lạ gì đối với các ngươi. Các ngươi thật sự muốn kháng cự, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là triệt để hủy diệt. Hơn nữa, các ngươi cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, ta không phải là cao thủ thiên vị cảnh bình thường, vừa rồi thậm chí ta đã luyện hóa nhân vật cường hoành dưới vương cảnh. Các ngươi còn không mau ra chiều bái chủ nhân ta sao? Vậy ta sẽ tiên hạ thủ vi cường trước. Phương Hàn dõi mắt về phương xa, một trường bổ tới dòng sông Minh Mông đang mãnh liệt nổi sóng trước mặt. Thượng thương thủ một lần nữa hiện ra, trong dòng sông cự đại kia đột nhiên bay lên một đầu hắc long, trong miệng phun ra thủy lôi, hung hãn như thái cổ ma vượn. Hắc Long Đại Phong Kỳ là thượng phẩm đạo khí mà 6 vạn năm trước do một cao thủ giới vương cảnh đại phong tôn giả luyện chế ra, rất tốt, rất tốt. Phương Hàn tùy ý tung ra một kích đánh tan đầu Hắc Long này, sau đó lại tung ra một chảo, một cây đại kỳ tử trong dòng sông bay lên rơi vào lòng bàn tay hắn, lại được đưa vào trong bắt bộ phù đồ. Thượng phẩm đạo khí không thể chống lại một đòn của Phương Hàn. Sao vậy? Các ngươi còn chưa chịu ra, chẳng lẽ muốn ta bắt nguyên một đám sao? lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy. Diện mục của Phương Hàn sắc bén nói, thương sinh đại ấn, ra cho ta. Hắn há miệng nhổ ra, một khối đại ấn ngọc tỷ cổ xưa xuất hiện, trên mặt có khắc ý niệm thương sinh, bay lên không trung, trong nháy mắt toát ra ý cảnh bá đạo quân lâm thiên hạ. Thương sinh đại ấn, đập nát một phương thế giới này cho ta. Phương Hàn búng ngón tay, đại ấn xoay tròn, trên mặt có hư ảnh vô cực đại thế giới, bóng dáng của cực đạo đại đế, còn có thần thú bạch hy đều hiện ra, bức tường của thế giới này lập tức vỡ tan. Chậm đã. Đúng lúc này ở phía xa trong sơn sơn thủy thủy đột nhiên bay ra hơn 10 kiện pháp bảo cường đại, biến thành bóng người. Một trong số bóng người này là một nữ tử mặt đại hồng bào, chân chán bừng bừng ánh khí, hiên ngang vô cùng. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái đã phát hiện nguyên hình của nữ tử này là một kiện bảo kiếm màu xích hồng, hẹp dài, ba thước, chui kiếm là do hồng ngọc rèn thành. Thương sinh đại ấn. Đây là thương sinh đại ấn. Nếu như ta suy đoán không lầm thì đây là một kiện tiên khí đã từng trấn áp thế giới của vô cực đại thế giới, cực đạo đại đế tự tay luyện chế. Sau khi vẫn lạc đã mất đi pháp tắc tiên đạo, thế nhưng hiện tại một lần nữa ngưng luyện ra khí linh, như vậy vẫn ẩn chứa huyền bí có quỷ thần khó lường. Ngươi đã có kiện bảo bối này, hơn nữa còn nhưng tụ ra khí linh, vì cái gì còn cần đám bảo bối chúng ta? Hồng y nữ tử ngạo nghễ nói, trên trán xuất hiện một loại tư vị tuyệt không khuất phục. Lưỡi kiếm này cư nhiên là một nửa tuyệt phẩm, ngay cả ta cũng không đoán được ra lại lịch của nàng. Phương Hàn khẽ vận dụng thiên vị pháp tắc, cư nhiên không thể thôi toán được ra lai lịch của kiện bảo kiếm này, hắn không khỏi tầm gật đầu. Ngươi có lai lịch gì, hãy xưng tên ra đi. Tiểu nữ tử gọi là Tấn Hồng Ngọc, phái người của Thiên Trì phái. Bản thể là do Thiên Trì Thánh Mẫu rèn thành một kiện Hồng Ngọc Thánh kiếm, bởi vì tại 10 vạn năm trước bản Vũ Tiên Tôn đánh cuộc cùng Thiên Trì Thánh Mẫu, bị bản Vũ Tiên Tôn thi triển ra đại pháp lực cưỡng chế thu lấy, giam giữ ta trong bảo khố này, từ đó ta dốc lòng tu luyện tại đây. Hồng Y nữ tử nhẹ nhàng nói, sau đó chỉ vào một số khí linh bên người nói. Đán đồng đạo này cũng có địa vị rất lớn, vị này chính là bảo bối của thập đại giáo tông nguyên chân quân dưới trướng của giáo chủ tổ mã thần giáo. Năm đó bị một vị đồ đệ của bàn vũ tiên tôn cướp được, sau đó cũng giấu vào trong bảo khố. Vị này chính là một pháp bảo lợi hại trong sa bà đại thế giới. Hồng y nữ tử tuy ý nói, lại đem địa vị của từng kiện pháp bảo nói ra, mỗi một kiện đều có lịch sử kinh thiên động địa. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong hoang thần chi thi, có thể bình yên vô sự, Thế nhưng vừa ra khỏi hoang thần chi thi, chủ nhân của pháp bảo sẽ cảm ứng được, đến lúc đó sẽ tạo ra vô cùng vô tận phiền toái cho người. Phiền toái? Ha ha! Phương Hàn ngửa mặt lên trời ha ha cười. Hiện tại thứ mà ta không sợ nhất chính là phiền toái. Về phần các ngươi có tác dụng gì đối với ta, tự nhiên là có tác dụng rồi. Các ngươi tiến vào trong bát bộ phù đồ của ta, khiến thực lực của bát bộ phù đồ tăng lên. Hơn nữa trong bát bộ phù đồ của ta còn có khí tức hồng hoang tổ long có thể tầm bổ vô hạn nguyên linh cho các ngươi, sẽ để các ngươi tấn thăng lên cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nói chuyện, ngoại trừ thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế ra, một khối bảo tháp từ trên đỉnh đầu Phương Hàn dâng lên, chung quanh bảo tháp có dày đặc thiên long quấn quanh, cứng cáp mà xưa cũ, trên đỉnh bảo tháp còn có một viên long châu chí tôn tỏa ra hào quang xuyên thủng đại thế giới, thậm chí có thể chiếu xạ ra bên ngoài. Ở đây vốn là không gian của hoang thần chi thi, thế nhưng quang mang của long châu chí tôn vẫn có thể chiếu xạ ra ngoài, khiến cho người ta nhìn rõ thế giới bên ngoài. Vô thượng trí bảo của Long tộc, trong bí kíp Thiên Long có ghi lại là bảo bối cao nhất của Hồng Hoang Tổ Long truyền thừa lại. Người cư nhiên có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn là một nửa tuyệt phẩm. Trời ạ. Hồng y nữ Tử Khí Linh Tấn Hồng Ngọc lập tức che miệng lại, đồng thời phát ra một tiếng than sợ hãi. Gì? Kệ bảo bối này chính là do hắn luyện chế, tương liên với khí tức bổn nguyên của hắn. Như vậy phải cần bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện chế thành công? Nếu như người này đi long giới, vậy sẽ phát đạt rồi bằng vào uy áp của kiện bắt bộ phủ đồ hồng hoang tổ long này cho dù long hoàng tu luyện thành hư tiên cũng bị khắc chế rất lớn đúng a à. nếu như hắn thu thập đủ pháp tắc thế giới pháp tắc hỗn động thu thập nhiều tài liệu lặng lẽ tới phần mộ của long tộc chính thức luyện chế kiện bảo bối này thành tuyệt phẩm như vậy không biết sẽ có uy nghiêm cỡ nào không có khả năng loại bảo bối bắt bộ phủ đồ này là nghịch thiên phản đạo một khi tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí rất có thể sẽ phải đối mặt với tiên giới lôi phạt thậm chí đủ loại tai nạn buông xuống, trừ phi là long đế cực kỳ lợi hại trong long tộc mới có thể luyện chế. Trong truyền thuyết có một số long đế luyện chế ra kiện bảo bối này, nhưng đều bị tiên giới trừng phạt giết chết. Long đế, đây chính là cấp bậc tương đương với tiên nhân đấy. Trong truyền thuyết tiên giới có rất nhiều thiên quân nắm giữ thiên quy, long đế sao có thể là đối thủ của thiên quân? Người này thật sự là quá mức hung mãnh, nếu như chúng ta không phục tùng mà nói, rất có thể bị hắn cưỡng chế xóa đi chi nhớ, tốt nhất là nên tiến vào trong bát bộ phủ đồ còn có được nhiều chỗ tốt. Rất nhiều pháp bảo rất cường đại đều nghị luận, dụng thần trao đổi, trong đó có một đại hán to lớn giống như hùng thiết tháp tiến lên, khí thế hùng dũng nói: "Nếu như ngươi được bàn Vũ Tiên Tôn chỉ định làm người thừa kế, chúng ta sẽ không phản kháng. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta nhiều chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà chinh đông phạt tây, để ngươi xưng bá chư thiên, lập nhiều công lao hãn mã." Vị pháp bảo kiểm bồn này nói chuyện cũng không tệ lắm. Phương Hàn nhìn thấu bản thể của người này, là một cái chậu rửa mặt lóng lánh kim quang, cũng không biết có lai lịch gì. Tốt, đã như vậy Tấn Hồng Ngọc ngươi hãy kiểm kê một chút tại trong thế giới tầng thứ tư này rốt cuộc có bao nhiêu kiện pháp bảo. Phương Hàn đã chấn áp được tràng diện, sau đó ngẩng đầu mà hỏi. Tổng cộng có 9 kiện một nửa là tuyệt phẩm đạo khí, có 132 kiện thượng phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí có 3.100 kiện, hạ phẩm đạo khí có 1 vạn 2 kiện. Tấn Hồng Ngọc nói, những bảo bối này ngươi cũng muốn thu hết vào trong bắt bộ phủ đồ sao. Đương nhiên, Phương Hàn nói trợ tập tất cả bảo bối lại cùng nhau tiến vào trong bát bộ phủ đồ. Sau đó các ngươi nghe lệnh mục đạo nhân chỉ huy dựa theo đại trận mà bí kíp thiên long có ghi lại thu nạp thuần dương nguyên khí cả ngày lẫn đêm không ngừng thao luyện cuối cùng hợp lại với bổn nguyên của bát bộ phủ đồ như vậy khi xuất ra giết địch cho dù địch nhân có cường đại hơn cũng không phá hủy được bản thể của các ngươi. Được rồi tấn hồng ngọc cùng chín pháp bảo một nửa tuyệt phẩm đạo khí đột nhiên bay vào thiên không xoay tròn tạo thành trận lốc pháp bảo cuối cùng rất nhiều pháp bảo đều bay ra ngàn vạn hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, một lần nữa lục tục tiến vào trong bắt bộ phủ đồ. Phương Hàn phát hiện toàn bộ trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí kia đều là bảo bối đầy đủ. Tỉ như một tòa kiếm trận thiên canh là do 49 lưỡi hạ phẩm đạo khí phi kiếm tạo thành, còn có tu la đồ đao trận do 72 lưỡi tu la đao tạo thành. Mà thượng phẩm đạo khí thì chỉ có vài bộ đầy đủ. Về phần một nửa tuyệt phẩm cũng không có nổi một bộ đầy đủ, toàn bộ đều là đơn độc tồn tại. Những bảo bối này thoáng cái bay vào trong bát bộ phù đồ, trong bảo tháp lại lần nữa thoát ra quang mang tứ phương hàng tỷ thanh âm siêu độ truyền lại kinh văn chập trần từng đạo từng đạo kinh văn kéo dài liên miên trong hư không một đạo nhân phân phối cho những bảo bối này vận chuyển các loại đại trận mà chín kiện một nửa tuyệt phẩm đạo khí lại lập tức độ hóa tránh cho đêm dài lắm mộng bọn họ sẽ phản bội đây cũng là thủ đoạn của phương hàn hiện tại phương hàn vận dụng đại phổ độ thuật đại khôi lỗi thuật có thể độ hóa được cả cao thủ dưới vương cảnh như thần thú bạch hy hú chi là những bảo bối này khí linh của những bảo bối này đều thập phần cường đại khí linh của những nửa tuyệt phẩm đạo khí này đã tương đương với cao thủ bất tử chi thân, thậm chí tiếp cận pháp tắc không gian, thoáng cái độ hóa. Đồng thời niệm động kinh văn của đại phổ độ thuật sinh ra vô cùng vô tận nguyện lực, khiến cho bát bộ phủ đồ lại được tăng thêm vài phần uy nghiêm, có điểm gần với trình độ Phật Long hợp nhất. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, thân thể Phương Hàn khẽ động. Tam thập tam thiên chí bảo, 33 kiện bảo bối cường đại từ trong động thiên của hắn bay ra, tiến vào trong bát bộ phủ đồ, xoay tròn không ngớt. Tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết, mới vừa tiến vào trong bát bộ phù đồ, rất nhiều pháp bảo tuy đã được độ hóa, thế nhưng chỉ cảm giác đầu óc hơi quay cuồng, sau đó tâm linh liền liên lạc chặt chẽ với Phương Hàn, toàn thân đắm chìm trong khí tức hồng hoang tổ long, còn có thần dương tiên khí, lực lượng tăng thả tăng trưởng, thập phần thích ý, đều không cảm giác được mình đã bị độ hóa. Trí tuệ, linh trí của bọn hắn vẫn còn, thậm chí bị Phật quang tẩy rửa càng thêm thông suốt, vừa nhìn thấy Tam thập tam thiên chí bảo xuất hiện lập tức đều ngừng hô hấp. Lúc này Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo chỉ là 33 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành bảo bối. Ở đây có rất nhiều pháp bảo so về phẩm chất cần cường đại hơn chúng, thế nhưng ở trước mặt khí tức của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, khí tức của Hồng hoa Tổ Long tự hồ như không muốn tới gần. Mà những pháp bảo kia chỉ đành dùng ánh mắt mà nhìn lên. Đây là uy áp bản năng. 33 chí bảo trong truyền thuyết là bảo bối chí cao trên tiên giới, khí tức câu thông với thượng thiên, căn bản không phải bảo bối bình thường có thể chống lại mộng tưởng của phương hàn chính là dung hợp tam thập tam thiên trí bảo cùng bắp bộ phù đồ luyện chế ra một kiện bảo bối mà từ xưa đến nay chưa ai từng làm không ai sánh được kiện bảo bối này có thể làm phân thân của mình sau này thậm chí khi cần thiết có thể hợp nhất với bản thân thành thần thánh hiện tại hắn đã tham ngộ đại phong thần thuật loáng thoáng có thể cảm ngộ được môn đạo thuật này nhân bảo hợp nhất chỉ cách thần thánh một chút thậm chí còn gần tới cảnh giới thiên địa nhất thể của nhân hoàng bút đem bản thân mình luyện chế thành thứ giống như tạo hóa thần khí đại phong thần thuật phong thần hàm nghĩa của hai từ này phi thường huyền diệu thế nhưng hiện tại xem ra khí tức của bắt bộ phù đồ căn bản không thể dung hợp được với tam thập tam thiên trí bảo thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện địch ý nếu như cảnh giới của phương hàn đến hư tiên chân tiên loại tầng thứ khủng bố như thế ngược lại còn có thể tìm ra biện pháp lĩnh ngộ ra một số huyền diệu của đại luyện bảo thuật sau đó cưỡng chế hợp nhất bỏ đi tạm thời như vậy đã trước tiên ta nên phản hồi tu chân đại thế giới tiếp nhận tất cả tài sản của bạch hy cùng cửu đỉnh tiên tôn thuận tiện tiếp tục tích lũy tài liệu để bắt bộ phủ đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, còn có tam thập tam thiên chí bảo nữa, cũng phải tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí. Phải cần cung cấp nhiều tài liệu hơn. Nhưng mà tối đa cũng chỉ trong khoảng thời gian 1-2 tháng, 1-2 tháng nữa chính là ngày mà đại hội tiên đạo tại Huyền Hoàng đại thế giới diễn ra. Ngày đó dù thế nào cũng phải đi cứu Yên Thủy Thiên, cùng lắm thì tìm tới chỗ Linh Lung Tiên Tôn, ta có thể bỏ qua một số đồ vật. Trong lòng Phương Hàn suy tư, trên ngón tay vẫn quấn sợi tóc đen thân thể của hắn khẽ động bay ra khỏi hoang thần chi thi thương sinh đại ân tiến vào trong mi tâm tản mát ra khí tức vương giả nhàn nhạt, nhạt làm dịu thân thể hắn thậm chí một loại khí tức bổn nguyên của vô cực đại thế giới cũng phá không mà đến tiến vào trong thân thể hắn bát bộ phù đồ lại thu nhỏ lại trở thành một tòa bảo tháp cao ba tấc tiến vào trong đỉnh đầu hắn hoàng thuyền đồ hóa thành một bộ y phục được hắn mang trên người sau lưng của hắn xuất hiện đôi cánh thủy hỏa là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí biến thành chỉ một cái dương cánh đã biến mất trong tinh không bất luận kẻ nào dùng phương pháp na cũng không thể vượt qua tốc độ của hắn đôi cánh này vỗ lên lực lượng thật sự là đột phá tốc độ cực hạn trong không gian nổi lên gió lốc căn bản không thể thấy rõ bóng dáng của hắn hắn lại lần nữa bay về phía tu chân đại thế giới không tới nửa canh giờ đã xuyên việt qua vô tận vì sao vô tận không gian hình thể tu chân đại thế giới ở phía xa đã hiển hiện ra trước mắt vô số truyền tống trận trên các tinh cầu vẫn không ngừng lập lè người tới người đi vô số tu sĩ từ các đại thế giới chạy tới thánh địa buôn bán này thương hội của cửu đỉnh hiên cũng không được xếp vào hàng thứ 100 trong số các thương hội ở tu chân đại thế giới mà bạch hoàng thương hội lại bài danh thứ 90. bạch hoàng thương hội khẳng định có nhiều bảo bối tốt ta phải thu hết mới được nhìn tu chân đại thế giới ở phía xa tâm linh phương hàn một lần nữa khẽ động triệu hồi ra bạch hy bạch hy vẫn hóa thân thành nam tử cao lớn toàn thân trắng nõn chẳng qua thần sắc có hơi chút uể oải bây giờ lại rất cung kính với phương hàn chủ nhân ngài có gì phân phó ta hỏi ngươi trong bạch hoàng thương hội có những bảo bối gì giá trị bao nhiêu? Phương Hàn tùy ý búng ngón tay. Bạch Hoàng Thương hội của ta có rất nhiều sản nghiệp phân bố khắp mọi nơi, nhưng mà tổng bộ ở trong tu chân đại thế giới, trong bảo khố có chứa hơn 10 triệu thuần dương đan tiền mặt, bảo bối, các loại tài liệu, giá trị cũng hơn 10 triệu. Tài sản tổng cộng của cả thương hội ước chừng 100 triệu gì đó. Nếu như chủ nhân cần ta sẽ bán sạch. 100 triệu cũng là khoản tiền khổng lồ rồi. Như vậy ngươi hãy tạm thời trở lại Bạch Hoàng Thương hội, tiếp tục buôn bán đi, thay ta thu thập những tài liệu cho Tam thập Tam thiên chí bảo. Hơn nữa chỗ này của ta có một tờ đại biến hóa phù, ngươi có thể biến hóa thành bộ dạng của Cửu đỉnh tiên tôn, sau đó hợp nhất Cửu đỉnh hiên cùng Bạch Hoàng Thương hội. Chú ý không nên gây động tĩnh quá lớn, âm thầm tiến hành thôi. Thế lực trong tu chân đại thế giới đã chú ý tới ta, ta cũng không muốn một mình hành động. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.